bây giờ thì thầy sẽ nói luôn bài thơ tràng giang nhé à, đến với bài thơ tràng giang thì trước tiên chúng ta tìm hiểu chung một chút về tác giả nhà thơ huy cận à, nhà thơ huy cận tên thật là cù huy cận ông à, là nhà thơ của nỗi buồn à, ảo não là nỗi sầu nhân thế à, là nỗi buồn của cả một thế hệ à, chính nhà phê bình hoài thanh cũng đã nói rằng là đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi mất bề rộng ta đi tìm bề sâu nhưng càng đi sâu càng lạnh ta thoát lên tiên cùng thế lữ ta phiêu lưu trường tình của lưu trọng lưu. thế rồi cuối cùng chúng ta à, ngẩn ngơ buồn trở về hồn ta cùng huy cận có thể nói rằng là cái nỗi buồn của huy cận chàng huy cận khi xưa hay buồn lắm là nỗi buồn của cả một thế hệ các nhà thơ mới nỗi sầu nhân thế nỗi buồn trước cuộc đời à, về phong cách thì nhà thơ huy cận nổi tiếng với cái cái bài thơ vừa đậm chất cổ điển à, mà đậm lại mang cái chất hiện đại rất rõ à, thi phẩm chàng giang được trích trong tập thơ lửa thiêng là tập thơ đầu tay của thi sĩ huy cận về nội dung thì bài thơ vừa thể hiện được vẻ đẹp của sông nước Việt Nam, vừa thể hiện được cái khát khao giao cảm với cuộc đời, thể hiện được cái tâm trạng của con người trước mênh mông sông nước cũng như là trước cái vũ trụ vô cùng vô tận. Thầy không mất thời gian nữa, thầy sẽ cùng với các bạn tìm hiểu luôn bởi vì bài thơ có đến 4 khổ và mỗi khổ dường như cũng hay như một bài thơ tứ tuyệt vậy, thế nên là sẽ tương đối vất vả và và dài đấy không đơn giản đâu nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần bài thơ ở trước mắt thì chúng ta tìm hiểu từng phần một nhá à, khổ thơ thứ nhất hiện lên à, sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp con thuyền xuôi mái nước song song thuyền về nước lại sầu trong ngả củi một cành khô lạc mấy dòng các bạn thấy rõ rõ ràng là cái chữ tràng giang ở chữ nhan đề đã hiện lên ngay từ cái đầu bài thơ ở từ cái câu thơ đầu tiên và thực ra thì chúng ta còn phải tìm hiểu cái cái người ta gọi là câu thơ đề tử minh mông trời rộng nhớ sông dài nhưng thôi chúng ta hãy bắt vào đây luôn đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là cái hình ảnh rất là quen thuộc với sông nước việt nam các bạn có biết là hình ảnh gì không đúng rồi đầu tiên là sóng những con sóng lăn tăn trên mặt nước một con thuyền xuôi mái trên cái mặt sông rồi hình ảnh thuyền nước hình ảnh một cái cành củi khô bồng bềnh tất cả những cái hình ảnh đó gợi lên những cái hình ảnh thật là quen thuộc gần gũi những hình ảnh mà cái không gian sao nó bình yên thế chúng ta có thể bắt gặp những cái hình ảnh này ở bất cứ miền sông nước Việt Nam nào, à, một cái bức tranh tả cảnh với những cái đường nét với những cái nền nét rất là chấm phá tinh tế gợi ra được cái vẻ đẹp của sông nước Việt Nam. À, tuy nhiên rõ ràng cái thủ pháp tương phản đối lập đã giúp cho chúng ta khi phân tích ấy, chúng ta cảm nhận là ngay được một cái sự đối lập gây gắt. Ở đây một cái hình ảnh gì à, sóng thì lăn tăn. Sóng nhỏ lăn tăn lăn tăn lăn tăn Rồi tràng giang thì lại gợi một cái dòng sông uh, Tràng giang nhé Các bạn nhớ rằng là tràng giang vừa là sông dài Bởi vì có chữ trường giang Đọc trạch của trường giang Vừa là điệp âm an Tràng giang gợi ra một dòng sông vừa dài Vừa rộng Vừa cô liêu Tức là ở đây một cái những con sóng gợn lăn tăn này, Giữa cái dòng tràng giang Mênh mông rộng lớn Cái bé nhỏ càng tôn thêm cái Không gian nó mênh mông hơn nó rộng lớn hơn. Còn con thuyền vốn là dấu hiệu của con người thì giờ là xuôi mái. Thuyền xuôi mái tức là thuyền để cái mặt cái cái dòng nước ấy mặc kệ nó xô đẩy đến vô định. Thuyền xuôi mái thì chữ xuôi giống như chữ buông xuôi, giống như chữ phó mặc cho cái dòng nước và để cái uh, dòng nước ấy nó xô đẩy mình đến vô định. Hình ảnh con thuyền đấy sao mà nó lại vô hồn, nó lại vô nghĩa đến thế? Rồi uh, thuyền thì về và nước thì lại tưởng rằng là nước đẩy thuyền đi thì giờ đây là hình ảnh thuyền về nước lại khiến cho mối sầu không còn là một ngả mà là sầu lan tỏa ra vô cùng vô tận vô thủy vô chung là sầu trăm ngả tất nhiên tê tái và đáng sợ nhất chính là hình ảnh của một cành củi khô chúng ta nhìn kỹ câu thơ đọc thật kỹ câu thơ nhé củi một cành khô lạc mấy dòng củi vốn là một thứ tầm thường, một là đơn trước chiếc cành thì bé nhỏ rõ ràng rồi mà lại khô nữa, khô héo và lụi tàn giữa không phải là một dòng nước mà là mấy dòng và gợi ra cái bé nhỏ cái đơn côi cái vô nghĩa hình ảnh cánh củi khô này rõ ràng làm chúng ta liên tưởng tới cái câu thơ hoa trôi man mác biết là về đâu tức là hình ảnh này không chỉ là tả thực mà dường như hình ảnh cành củi khô này còn hiểu theo nghĩa ẩn dụ đấy đều là về đâu biết là về đâu rồi trôi giữa dòng nước đặt ra cái ý nghĩa về cái thân phận cái 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 thân phận cái ý nghĩa của con người trước cái dòng nước mênh mông à, là trước cái cuộc đời à, vô cùng vô tận con người ta là ai giữa cái dòng đời vô tận cái câu hỏi của nhà thơ Nguyễn Du trong Truyện Kiều giờ đây vẫn là một câu hỏi lớn, hỏi trời trời không đáp, cổ kim hận sự thiên nan vấn mà về cái giá trị nhân sinh của con người giữa dòng đời này. Cái nỗi buồn của Huy Cận, cái vấn đề mà Huy Cận đặt ra với con người ấy, giá trị của con người ấy, đâu chỉ là nỗi buồn của thế hệ ông mà đó là nỗi buồn của biết bao kiếp người à, trong cái cuộc đời này. Nhưng thơ Huy Cận hay chính là cái điểm cổ điển để gợi ra được cái tâm sự của biết bao nhiêu những con người, của biết bao nhiêu thế hệ. Tất nhiên cái, cái, cái hình ảnh hoa thì các bạn đều biết rằng nó ước lệ tượng trưng. Còn cái hình ảnh cành củi khô ấy, thì nó lại hiện thực hơn. Huy Cận tâm sự rằng là ông đã rất nhiều lần, hình như là đến 17 lần, ông chăn trở uh, 17 lần, ông viết đi viết lại. Nào là uh, một cánh bèo đơn lạc giữa dòng, một cành củi khô lạc giữa dòng để rồi khi ông đảo ngữ lên củi một cành khô không phải lạc giữa dòng nữa mà lạc mấy dòng thì càng tô đậm hơn cái sự bé nhỏ đơn côi của con người giữa dòng thời gian, dòng đời vô cùng vô tận. À, có thể nói rằng là những cái hình ảnh tương phản và đối lập à, đã gợi cái nỗi buồn man mác, cái sự khắc khoải, à, cái ý nghĩa nhân sinh về cái vị trí của con người giữa dòng thời gian, giữa dòng đời vô cùng vô tận, vô thủy vô chung cái khổ thơ thứ nhất đã giúp cho chúng ta à, hiện lên rõ cái tâm trạng chung của toàn bộ cái bài thơ này đó là cái sự chăn trở về à, kiếp người về cái giá trị nhân sinh của mỗi con người trong dòng đời chúng ta sẽ cùng à, phân tích cái khổ thơ thứ hai nhé ở khổ thơ thứ hai à, không còn là hình ảnh của sông nước nữa các bạn ạ tức là tức là hình ảnh của mặt nước dòng sông nữa mà bây giờ hình như không gian nó mở rộng hơn thì phải lơ thơ cồn nhỏ gió điều hưu đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều nắng xuống trời lên sâu chót vót sông dài trời rộng bến cô liêu vẫn nhịp thơ rất chậm khoan thai chậm rãi và nhẹ nhàng vẫn là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy ờ, sông nước vũ trụ hiện lên một cái cồn nhỏ ở giữa sông hình rồi âm thanh của một cái tiếng làng xa âm thanh của sự sống nhưng rồi một cái bến cô liêu nào đó giữa trời rộng sông dài, giữa nắng giữa trời những cái hình ảnh mà gợi cái không gian rộng lớn hơn nó cho thấy được cái khát khao được uh, giao cảm của thi sĩ với cuộc đời bởi vì khiến như càng mở rộng giác quan ra, càng mở rộng cái tâm trạng cái 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 giác quan của mình ra là càng mở rộng cái khát khao được uh, lắng nghe uh, sự sống, lắng nghe cuộc đời, khát khao được chia sẻ được tâm sự. Thế nhưng mà đâu có dễ lơ thơ cồn nhỏ gió điều hưu đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều cái cồn nhỏ cái cồn có thể là ở giữa sông hoặc một cái cồn đất nhô lên nơi người, người ta hay trồng hoa màu uh, cây trái nhưng giờ mùa nước nó nổi lên ấy thì những cái cồn đấy nó cứ càng ngày nó càng gì hẹp lại và cái cồn có thể gọi là hiểu là cái biểu tượng uh, của sự sống thì nó lại bị kẹp giữa mở đầu là chữ lơ thơ lơ thơ gợi cái ít ỏi cái đơn côi đơn chiếc thì cái điều hưu lại gợi cái lạnh lẽo cái cô tịch cái vắng vẻ chính vì cái lơ thơ và cái điều hưu như vậy vậy thì chúng ta thấy một điều là cái sự sống thì đấy cái sự sống thì nó bé nhỏ quá nhưng cái hoang vắng cái cô tịch cái lạnh lẽo thì nó thật là khổng lồ đúng không Rõ ràng là những cái hình ảnh, những cái từ lấy hoang, cái từ lấy như là lơ thơ và điều hưu đã gợi được cái sự hoang vu vắng lạnh. Ông Huy Cận tâm sự rằng là thi si sĩ đã mượn cái ý thơ của Trinh Phụ Ngâm. Non kỳ quạnh quẽ trăng treo bến phì gió thổi điều hưu mấy gò. Hình chính khoảnh khắc ấy, cái tiếng làng xa vãn chợ chiều là hiện lên. Đây chính là âm thanh của sự sống cái tiếng chợ chiều vốn đã nhỏ Chợ chiều là chợ tàn mà Kể và âm thanh của tiếng chợ chiều vốn đã nhỏ Thì giờ lại có chữ đâu Chữ đâu này ấy, nó được hiểu theo hai nghĩa nhé Hiểu theo hai nghĩa Đâu có thể là đâu đó văng vẳng tiếng chợ chiều Hoặc là nghĩa phủ định luôn Đâu có tiếng chợ chiều nào Dù hiểu theo cách nào đi chăng nữa Thì cái thủ pháp lấy động tả tĩnh Cũng làm cho chúng ta thấy một điều rằng là Không gian đang vô cùng tĩnh tại Không gian hoang vắng đến mức độ mà đến cả một cái tiếng chợ chiều bé nhỏ cũng không nghe thấy nếu chúng ta đọc cảnh ngày hè của nguyễn trãi chúng ta lại thấy ngay một sự tương phản trong cảnh ngày hè nhà thơ nguyễn trãi mở rộng giác quan ra và lắng nghe được lao sao chợ cá làng ngư phủ là cuối ngày nhưng vẫn là sự lao sao cho thấy được cái sự sống căng tràn của không gian ngày hè nhưng ở đây đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều cũng giống như là cá đâu đớp động dưới chân bèo trong thơ Nguyễn Khuyến đều muốn nói đến cái 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 tĩnh tại à, sự sống thì thực sự là bé nhỏ đơn chiếc trong khi đó cái nỗi cô đơn cái sự hoang lạnh thì các bạn thấy nó khổng lồ hai câu thơ sau là hai câu thơ rất giàu chất tạo hình nắng xuống trời lên sông dài trời rộng chúng ta có những chữ sâu xuống lên dài rộng tức là những chữ nó cho chúng ta thấy không gian không còn là rừng chân đứng lại trời non nước. Tức là không gian không phải là hai chiều cao rộng mà giờ đây là không gian đa chiều kích, chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu. Không gian càng mênh mông rộng lớn, con người ta lại càng cảm thấy bé nhỏ, đơn côi và hữu hạn hơn. Đương nhiên đọc khổ thơ này, cái hình ảnh giàu chất tạo hình nhất chính là cái chữ gì? Sâu chót vót bình thường thì với chữ sâu ấy thì người ta sử dụng cái chữ gì nhỉ? À người ta sử dụng chữ sâu thăm thẳm. Còn cái chữ chót vót thì người ta lại dành cho cái độ cao. Và vì vậy cái chữ sâu chót vót trở thành cái hình ảnh giống như con người ta đang đứng ở giữa vũ trụ. Nhìn xuống thì thấy mình đang ở chót vót cao và nhìn xuống nữa thì lại thấy mình thì thấy, thấy cái không gian thật là sâu thăm thẳm chính cái con người ta đứng ở giữa không gian vũ trụ ấy, đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi, mất bề rộng ta đi tìm bề sâu nhưng càng đi sâu càng lạnh. Đó là con người ta chìm vào cái tôi nội cảm. Sâu chìm sâu vào cái tôi nội cảm cái cái cái, cái cá nhân mình và cảm nhận rõ được cái sự trống vắng không phải ở trong cảnh vật nữa mà sự trống vắng trong cõi lòng. Cái không gian nắng thì xuống, trời thì lên sông thì dài ra trời gần như lại còn rộng hơn nữa không gian không tĩnh tại đâu các bạn không gian không chỉ cao rộng sâu mà còn là không gian đang không ngừng giãn nở và mở rộng giữa cái không gian ấy hiện lên một cái bến cô liêu tại sao không phải là bến cô đơn nhỉ tại sao lại là bến cô liêu bởi vì như này nếu là bến cô đơn ấy thì có thể nó chỉ là cái trạng thái tức thời còn đã là bến cô liêu tức là cô đơn đến muôn đời, cái bến đó nằm ở đó, con thuyền của nó đã trôi vào vô định mãi mãi xa, bến không thuyền, bến cô đơn giữa không gian mênh mông của vũ trụ. Chúng ta thấy một lần nữa cái sự sống vẫn thật là bé nhỏ, còn nỗi cô đơn thì thật là khổng lồ. Con người ta trong khoảnh khắc đó đã khát khao được giao cảm đã muốn yêu, đã muốn được chia sẻ và tâm sự, tìm kiếm cái sự sống nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng và càng khiến cho cái nỗi cô đơn nó tăng lên gấp ngàn lần. Bài thơ sẽ chúng ta sẽ đến với cái khổ thơ thứ ba. Ở khổ thơ thứ ba này chúng ta thấy một cái 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 hình ảnh dường như tô đậm hơn nữa đó là bèo dạt về đâu hàng nối hàng mênh mông không một chuyến đỏ ngang không cầu gợi chút niềm thân mật lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng hình ảnh bèo giạt về đâu hàng nối hàng à, vừa không gian ở đây ấy được mở ra không gian quay trở lại với không gian của bờ uh, sông mà ở mặt nước với bèo giạt về đâu này rồi hình ảnh có những chuyến đò và cây cầu thì có thể là bờ bãi à, tuy nhiên con người ta vẫn cứ vắng bóng và lẻ loi dường như chỉ là một cái bức tranh thiên nhiên rất đơn thuần bèo giạt về đâu hàng nối hàng cái chữ bèo này. Các bạn có thấy nó giống như giống giống như hình ảnh gì không? À, bèo thì vốn gợi ra một thứ cỏ nội hoa hèn, à, bèo bọt, tức là rất tầm thường. Và cái hình ảnh của kiếp bèo ở đây ấy, nó cũng bé nhỏ và tầm thường như kiếp à, củi này, kiếp bến này, à, kiếp thuyền thôi, kiếp sóng, tức là những cái gì đó nó bé nhỏ, nó đơn côi và đương nhiên nó là ẩn dụ cho kiếp người về đâu trôi giạt giữa dòng đời cũng giống như là hoa trôi man mác biết là về đâu ấy nhưng bông hoa nó, nó ước lại ước lệ tượng trưng còn ở đây là hình ảnh giàu chất hiện thực là hình ảnh cánh bèo trôi giạt trên uh, mặt nước vấn đề ở chỗ là cái chữ hàng nối hàng ở đây không còn là một con người cá nhân chắc chắn rồi không phải là một cánh bèo đơn hoặc là bèo giạt về đâu uh, Ở có một cái hình ảnh nữa mà là hàng nối hàng những cái cánh bèo nó cứ gì nó cứ nối tiếp nhau nối tiếp nhau hình ảnh này là tả thực nhá trên mặt sông là có những cái 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 đám bèo trôi như vậy và điều đó có nghĩa rằng đây là nỗi buồn của cả thế hệ chúng ta đều biết một điều rằng tác giả là những cái người tác giả cùng với thế hệ của ông là những người trí thức tây học à, là những con người ý thức được về cái giá trị của bản thân mình nhưng lại đang giờ sống trong sống trong cái ách đô hộ của thực dân pháp cái cuộc sống lúc đó rất ngột ngạt con người ta đôi khi phải sống một cái kiếp sống thừa con người ta cảm thấy cái sự vô nghĩa của cuộc đời mình nếu ai đọc tác phẩm đời thừa của nhà văn nam cao uh, nói về cái cuộc đời thừa của những người uh, người trí thức nghèo ấy thì chúng ta càng hiểu hơn cái, cái 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 tâm trạng mà con người ta cảm thấy quẩn quanh mãi với vài ba dáng điệu tới hay lui cũng chừng ấy mặt người tức là có một cái gì đó nó nhàm tẻ con người ta sống mà vô nghĩa như những cánh bèo đơn kia Huy Cận đã nói ra được cái nỗi buồn của cả một thế hệ Cái sự nhàm chán, bế tắc và quẩn quanh Với chúng ta đương nhiên chúng ta cần phải thoát ra được khỏi cái cái hoàn cảnh như vậy Chúng ta đã được sống trong một cái cuộc sống mà chúng ta có thể phát triển được cái con người cá nhân Nhưng những cái thế hệ của cha ông chúng ta Những con người như Huy Cận Cái thế hệ của ông đã sống và cảm thấy cái sự vô nghĩa của cái kiếp bèo đơn này đau đớn hơn là mênh mông không một chuyến đò, không một cây cầu, không chuyến đò, không cây cầu. Tức là không có cái sự tiếp nối, không có sự giao lưu, chỉ có cái sự lặng lẽ, chỉ có cái sự nhàm tẻ của thiên nhiên. nha, Không một chuyến đò ngang, cũng không một cây cầu, không gợi một chút niềm thân mật nào. Ở cái khổ thơ trước ấy, chúng ta còn thấy lơ thơ cồn nhỏ, tức là còn ít ỏi đâu tiếng làng xa thì cũng có thể là có một hai cái hình ảnh tiếng làng xa nào đó và ít nhất cũng có một cái bến cô liêu ít nhất là có một cái bến nó đợi thuyền nhưng ngày hôm nay và lúc này không một chuyến đò luôn không một cây cầu luôn chỉ có gì lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng tức là như nào tức là con người hoàn toàn biến mất còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi con người ta là hữu hạn, giờ mong manh và dường như hoàn toàn vắng bóng. Chỉ có một cái bức tranh thiên nhiên, chỉ có bờ xanh rồi lại bãi vàng, lại lặng lẽ, lại là nối tiếp, lại là sự nhàm chán quẩn quanh. À, kiều ở lầu Ngưng Bích các bạn cũng nhớ, à, hình ảnh của trước lầu Ngưng Bích khóa xuân vẻ non xa tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia hình ảnh của không gian mênh mông vô cùng vô tận mà tìm kiếm cái sự cái cái sự giao cảm với cuộc đời dường như là bất lực chỉ có lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng con người vắng bóng thì thiên nhiên kia nó vô nghĩa thế nên nên bâng khuâng tôi tiếc ở đất trời như phần như bài thơ vội vàng mà thầy cũng nói với các bạn rồi ở đây còn trời đất đấy mênh mông không gian đấy nhưng con người vắng bóng cả cái bức tranh thiên nhiên là sự vô nghĩa là cái sự vô nghĩa bài thơ được khép lại ở cái khổ thơ cuối cùng đây là khổ thơ dường như là một giải pháp nào đó của thi sĩ chúng ta đọc nhé lớp lớp mây cao đùn núi bạc chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa lòng quê rợn rợn vời con nước không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà sẽ có cảnh chắc chắn rồi đây lớp lớp mây cao đùn núi bạc chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa và có tình một hoàng hôn cảnh và một hoàng hôn của tâm trạng con người ở những cái hình ảnh rất là quen thuộc như thế này chúng ta sẽ nhìn ngay ở hai câu thơ đầu nhá lớp lớp mây cao đùn núi bạc chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa các bạn có tưởng tượng là khung cảnh thiên nhiên đang hiện lên như thế nào không chắc chắn bóng chiều xa thì là buổi chiều rồi đúng không khung cảnh buổi chiều hiện lên như thế nào bạn nào có thể tưởng tượng được ngay một câu thơ hay là một câu thơ giàu sức gợi thế thì ở đây gợi chúng ta trước mắt là gì các bạn thấy ngay là ở cuối chân trời nhỉ ở cuối chân trời là những cái đụn mây nó được đùn lại à, thi sĩ à, nói rằng là ông đã học được trong tứ thơ của nhà thơ đỗ phủ à, đó là à, mặt đất mây đùn cửa ải xa hình ảnh của những cái cồn mây nó cao vút cao vút thế này này và nó đùn lên thành những cái uh, ngọn núi ở trên cao, rồi ánh mặt trời nó chiếu vào, nó khiến cho những cái ngọn núi đấy nó sáng, nó lấp lánh lên như những cái hòn núi vàng, núi bạc ở trên bầu trời vậy, một khung cảnh thực sự vô cùng kỳ vĩ và tráng lệ. À, trong khi đó thì giữa cái khung cảnh kỳ vĩ, tráng lệ, tuyệt đẹp ấy là hình ảnh của một cái cánh chim đang nghiêng. Chúng ta thấy là thủ pháp nghệ thuật gì? đó là thủ pháp là tương phản đặt cái bé nhỏ đơn côi giữa cái không gian mênh mông rộng lớn thì không chỉ tô đậm cái sự tráng lệ kỳ vĩ của không gian sự vô cùng vô tận mà còn muốn nói đến cái sự đơn côi đơn chiếc của cánh chim chiều à vậy là vậy là vậy là cái hình ảnh cánh chim bé nhỏ này nó cũng chính là sự nối tiếp của những kiếp thuyền kiếp bến kiếp củi là hình ảnh nối tiếp của những cái uh, ẩn dụ cho những cái hình ảnh của kiếp người bé nhỏ đơn côi giữa cái không gian nó vô cùng vô tận, không gian vô thủy vô chung, sự sống quả thực bé nhỏ nhưng cái không gian và nỗi cô đơn sao mà nó lại khổng lồ đến thế? Tuy nhiên cánh chim này chỉ cần nghiêng cánh nhỏ thôi Đấy, là À, cái cái cánh um, chim chỉ cần nghiêng cánh thôi là bóng chiều xa xuống và khi bóng chiều xa xuống thì bóng tối ập đến đúng không bóng tối ập đến thì cái các bạn thấy cái cảnh hoàng hôn kia nó như nào nó ngay lập tức biến mất hóa ra sự sống mong manh lắm cái đẹp thì lại không bền dù đẹp đến mấy thì cái khoảnh khắc chia phôi nó cũng hiện lên à, chúng ta thấy rằng xuân diệu và và huy cận là những cái nhà thơ tiêu biểu cho cái phong trào thơ mới hai ông thì lập ra một cái xóm thơ xuân huy và dường như cũng đã à, rất là đồng điệu với nhau à, khi à, cùng cảm nhận được cái sự mong manh cái sự hữu hạn của kiếp người giữa dòng đời cái thủ pháp tương phản và đối lập à, đã càng nhấn mạnh hệ thêm được cái đẹp mong manh sự sống thì bé nhỏ giữa cái vô cùng vô thận vô thủy vô chung của dòng thời gian chính vì cái điều đó nên con người ta mới phải tìm về gì lòng quê rợn rợn vời con nước không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà đó là tìm về lòng quê tình yêu quê hương là nỗi nhớ nhà tha thiết thực ra thì cái khô thơ cuối này ấy, là chúng ta phải thấy rằng huy cận đã rất cổ điển bởi vì ông học được trong tứ thơ của nhà thơ thôi hiệu nhật mộ hương quan hà sứ thị yên ba giang thượng sử nhân sầu tức là nhật tức là trên sông khói sóng cho buồn lòng ai nhà thơ à, Thôi Hiệu khi nhìn cái khói sóng trên sông đã gợi cho ông nhớ về cái cái nỗi nhớ quê à, thơ đường thường mượn một vật trung gian như thế đấy cũng giống như là ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương à, tôi không nói rằng nỗi nhớ của ai ra mãnh liệt hơn mà thầy chỉ muốn nói với các bạn rằng là ở đây cái nỗi nhớ của Huy Cận dường như thường trực hơn bởi vì không cần khói hoàng hôn tức là không cần có một cái dấu hiệu nào thì nỗi buồn nó vẫn cứ lan tỏa từ lòng người ra cái không gian, à, cái tâm trạng của con người trong cái khoảnh khắc cô đơn và cảm thấy lẻ loi nhất, giống như cái bóng chim, cánh chim chiều giữa không gian vô cùng vô tận là con người ta à, tìm về ngay với quê hương gia đình, tìm về với quê hương gia đình, tức là tìm về với cái xưa cũ, là tìm về với cái cổ điển, là tìm về với cái ta à, như là một chỗ dựa cho tâm hồn mình chưa bao giờ như bây giờ chúng ta cần trở về với những thể thơ xưa. Trở về với những cái gì đó bất diệt, nhà phê bình Hoài Thanh đã nói thế trong thi nhân Việt Nam để làm gì? Để tìm một cái chỗ dựa cho tâm hồn mình, một cái tìm về một cái niềm tin đầy đủ, tìm về một cái cốt cách, tìm về về quá khứ với dân tộc, cũng chính là gửi gắm cái lòng yêu nước thầm kín tha thiết qua à, cái tình yêu quê hương đất nước. Ai bảo các nhà thơ mới chỉ ích kỷ và quan tâm đến cái nỗi buồn của cá nhân mình? cái tâm trạng của nhà thơ mới ở đây được gửi gắm từ cái lòng quê với cái nỗi nhớ nhà ra giết và đau đớn thay khi con người ta đang sống trong chính cái quê hương mình lại nói về cái nỗi nhớ quê hương đó là khát khao được sống trong một cái đất nước của mình đất nước toàn vẹn và thống nhất nên những nhà thơ mới như Huy Cận và Xuân Diệu ngay sau cách mạng tháng 8 đã hòa mình với nhân dân đã tìm được cái cội nguồn sáng tạo cho đất nước mình và cho cái nguồn cảm hứng thơ của mình và cái nỗi buồn của những thi sĩ như Xuân Diệu và Hàn Mặc Tử trong những vội vàng và đây thôi và chàng Giang ngay cả đôi thôn vĩ dạ cũng vậy cũng rất đáng trân trọng là thầy sẽ cùng các bạn tổng kết về mặt nội dung và nghệ thuật ở đây về nội dung mà nói thì bài thơ là một bức tranh phong cảnh sông nước Việt Nam thể hiện được tình yêu uh, quê hương thiên đất nước tha thiết một tấm lòng yêu nước u hoài thầm kín nhưng rất đáng trân trọng. À, sau đó là ẩn sau đó là hình ảnh của một là tâm trạng là nỗi buồn cá nhân đương nhiên của chính thi sĩ rồi à, đồng thời khái quát lên nỗi buồn của thế hệ đó là cái ý thức được về cái giá trị của cái tôi cá nhân à, cái giá trị nhân sinh của con người cá nhân giữa dòng đời một cái sự chăn trở băn khoăn một bài thơ rất phát rất đường thi nhưng cũng rất Việt Nam bởi vì bài thơ có cái chất cổ điển rất rõ tứ thơ sóng nước sóng lòng ở hình thức thơ À thất ngôn à, tứ tuyệt rất cổ điển. Rồi ở những cái thi liệu những hình ảnh rất quen thuộc ở à, những cái thủ pháp nghệ thuật như là tả cảnh ngụ tình, chấm phá, à, lấy động tả tĩnh. Ở à, những thủ pháp như là đối, điệp, hệ việc à, sử dụng từ lái. Ví dụ như là buồn điệp điệp và nước song song chẳng hạn, rất là sự từ lái rất là tinh tế. À, điệp điệp là những con sóng nó cứ nối tiếp nhau nối tiếp nhau, nó cứ xô à, đuổi nhau nhưng không bao giờ gặp gỡ và tương tự như vậy nước song song thì cũng không nó cho thấy được cái sự bất giao hòa à, à, giữa con người giữa giữa cái 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 hai cái dòng nước đấy điệp điệp là không bao giờ gặp gỡ và song song thì cũng vậy sử dụng từ lấy của thi sĩ rất là tinh tế hoặc là lơ thơ điều hưu tuy nhiên bài thơ cũng rất hiện đại cái lối viết tượng trưng à, giàu chất hiện thực thể hiện được cái tôi cá nhân của con người giữa dòng đời à, và cái nỗi buồn cái tâm trạng được thể hiện dù là tà cảnh ngũ tình nhưng cũng hiện lên rất rõ ở cái ví dụ như ở khổ thơ cuối chẳng hạn hay ở những cái hình ảnh như là cái thủ pháp nhân hóa như là bến cô liêu rồi những cái hình ảnh khiến cho chúng ta cảm nhận rất rõ được cái tâm trạng của các cái của nhà thơ mới như huy cận giờ thầy cùng với các bạn chuyển sang tác phẩm chiều tối của tác giả Hồ Chí Minh nhé. về tác giả thì chắc là chúng ta đã quá quen rồi. À, bác là một nhà thơ cách mạng. À, nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết sung phong. tất cả những sáng tác của Hồ Chí Minh đều đều phục vụ cho cách mạng, vì vậy đều có cái chất thép và cái chất tình à, kết hợp rất là hài hòa. về phong cách thì thơ Hồ Chí Minh là cái sự kết hợp hài hòa rất, rất cổ điển. À, và cái chất hiện đại, mang cái tinh thần và vẻ đẹp của con người hiện đại Đơn giản thôi nha, chúng ta cũng không nên không có thời gian để học và phân tích nhiều Các bạn có thể tìm hiểu sách giáo khoa kỹ hơn một bài về tác giả Hồ Chí Minh Trong cái phần ngay từ học kỳ 1, chương trình lớp 12 Về tác phẩm thì nhớ thầy là bài thơ được trích trong tập thơ Nhật Ký Trong Tù Đây là một tập thơ đặc biệt, bác viết tập thơ Nhật Ký Trong Tù này trong cái lúc mà trong những năm 1942 và 1943 khi bác đang bị chính quyền tưởng giới thạch bắt ra một cách rất là vô cớ và bị đầy đọa ở đi giải từ nhà lao này sang nhà lao khác ở hai tỉnh là Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc. Bác viết rằng là 53 cây số một ngày, áo mũ dầm mưa ướt hết giày. Tức là cái hoàn cảnh lao khổ rồi lại còn bị chuyển lao à, với cổ đeo gông chân vướng xiềng từ nhà lao này nhà lao khác có thể nói là đó là một cuộc hành xác đó là một cái phép thử uh, cho cái sức mạnh tinh thần của bác à, bác nói rằng là ngâm thơ ta vốn không ham nhưng ở trong mục biết làm chi đây ngày dài ngâm đợi cho khuây à, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do cuối cùng động lại vẫn là cái khát khao tự do à, những cái bài thơ để ngâm đợi cho khuây đó À, rất nhiều bài thơ đã trở thành những cái thi phẩm có thể gọi là tuyệt bút. À, riêng bài thơ chiều tối à, thì thực ra là bài thơ thì không có tên là chiều tối đâu. chiều tối là do tác giả xe Khoa đặt. còn bài thơ thì được đánh số. thế thì à, bài thơ này được sáng tác à, trên cái cái con đường bác à, chuyển lao từ à, tĩnh tây đến thiên bảo. À, và qua cái bài thơ thì à, bác không chỉ thể hiện được cái tình yêu thiên nhiên tha thiết của một cái người thi sĩ mà còn thể là cái tinh thần thép của một người chiến sĩ cách mạng. Đọc bài thơ chúng ta phải thấy được hai cái um, điều này. Hai điều này được thể hiện rõ ở bốn uh, câu thơ uh, của bài thơ rất là ngắn gọn. Uh, Quyết điều quy lâm tầm túc thụ, cô vân mạn mạn, độ thiên không, sơn thôn thiếu nữ, ma bao túc, bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng. Với thầy thì thầy sẽ thích phân tích bài này ở uh, bản nguyên tắc của nó. Bởi bản dịch thơ sẽ có một số chỗ mà... Dù gì đi chứ nữa nó cũng là dịch thơ thôi Cũng sẽ không truyền tải hết được cái à, thông điệp cũng như là cái vẻ đẹp Nhất là với thơ đường là thơ à, nó rất là hàm súc và ý tại ngôn ngoại Đôi khi bài dịch thơ sẽ dịch thậm chí là còn à, không được chuẩn lắm so với cái phần nguyên tác à, Đây là một cái bài thơ mà gồm có 4 câu thất ngôn tứ tuyệt à, Rất đường thi Hai à, cái câu thơ đầu sẽ là bức tranh thiên nhiên Và hai câu thơ sau sẽ là bức tranh đời sống con người à, Chúng ta sẽ phân tích luôn nhá đến với hai câu thơ đầu à, quyện điểu quy lâm tầm thúc thụ cô vân mạn mạn độ thiên không dịch là chim mỏi về rừng tìm trốn ngủ trò mây trôi nhẹ giữa tầng không đọc bài thơ các bạn có thấy nặng nề không rõ ràng là bài thơ được viết trong hoàn cảnh là tác giả sau một ngày chuyển lao rất vất vả đúng không ấy vậy mà gì đọc bài thơ chúng ta lại thấy rất là nhẹ nhàng một cái không gian à, giống như là một cái hình ảnh của một cái người à, tao nhân mặc khách đang dạo chơi trốn sơn lâm Chứ không phải là hình ảnh của một người tù Đang lao khổ trên con đường chuyển lao Tức là hình ảnh Tức là cái tứ thơ ấy Hình ảnh của thiên nhiên của tạo vật đến với người Đến với bác rất là tự nhiên Và bác thì ngay từ đầu chúng ta thấy được Cái phép thắng lợi tinh thần của con người Vượt lên trên hoàn cảnh Đã rung động và ghi lại được cái đẹp Của tạo vật Chính vì vậy mà những hình ảnh như là Điều chim lâm rừng Túc thụ này trốn ngủ này Rồi vân mạn mạn thiên không là những cái hình ảnh rất là cổ điển Bởi vì đó là hình ảnh của nó báo hiệu cái gì Nó báo hiệu cái thời gian là lúc này là chiều tối Chim bay về núi tối rồi Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi Chim hôm thoi thoát về rừng Đấy là hình ảnh cái, cái, cái 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 những cái hình ảnh mà báo hiệu cánh chim và trò mây là thường báo hiệu cái thời gian là vào chiều tối còn không gian ở đây thì là không gian rộng lớn bao la có cả không gian của núi rừng nữa một cái bức tranh sơn thủy hữu tình một bức tranh à, được vẽ bằng những nét chấm phá rất tinh tế một không gian à, cao rộng thoáng à, chính cái không gian cao rộng thoáng đấy cho chúng ta thấy một cái bức tranh rất là sinh động tác giả sử dụng cái à, thủ pháp nhân hóa khiến cho bức tranh thiên nhiên à, quyết điểu đấy tìm trốn ngủ rồi tròm mây thì trôi nhẹ giữa tầng không một cái bức tranh không tĩnh đâu nhá một bức tranh rất là cổ điển rất là quen thuộc nhưng mà nó lại rất là sống động rất có hồn và vì sao nó có hồn như thế là bởi vì tác giả đã cảm nhận nó bằng nhiều giác quan khác nhau tác giả đã cảm nhận bức tranh thiên nhiên và giao cảm được với cái thiên nhiên kia giữa con người với tạo vật dường như có một cái sự giao cảm một sự gắn bó rất chặt chẽ đến hình ảnh của bức tranh thiên nhiên thì chúng ta phải nhấn mạnh là đẹp sinh động gợi cảm và có hồn cho thấy được sự giao cảm mạnh mẽ giữa con người với tạo vật ở ẩn sau cái hình ảnh cánh chim và trò mây chính là cái thủ pháp ẩn dụ quyết điều là chim mỏi vấn đề là ở chữ nhân hóa tầm túc thụ tức là tìm về trốn ngủ à, vài chăng cái sự mệt mỏi và khát khao được dừng chân nghỉ ngơi uh, của cái cánh chim kia chính là hình ảnh của một người tù sau một ngày chuyển lao vất vả cũng đang muốn dừng chân nghỉ ngơi à, và hình ảnh của cô vân dịch ở đây không chỉ là tròm mây mà còn là cô trong chữ cô đơn lẻ loi vậy cái hình ảnh cô vân ở đây ấy, tức là tròm mây cô độc giống như thân phận của người tù ở nơi đất khách quê người đó chính là bác bác khát khao tự do bác mong muốn trở về với quê hương với gia đình gia đình của bác chính là đồng bào đồng chí đang ngày đêm mong mỏi người trở về chiến đấu giải phóng quê hương giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của thực dân xâm lược chính cái hình ảnh à, rõ ràng là cái hình ảnh cánh chim và tròm mây không chỉ là hình ảnh à, tả à, thực mà rõ ràng nó thể hiện được cái sự giao cảm à, cái hình ảnh đó nó gắn với tâm trạng của con người à, thi sĩ cái đó là sự thức tỉnh ý thức của cái tôi cá nhân của con người à, cái 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 việc thể hiện tình cảm nó rất là chân thành cái dù sao đây cũng là bài thơ uh, trích trong tập nhật ký trong tủ ghi lại cảm xúc rất chân thành của bác bác khát khao tự do uh, một cái phút mà con người ta uh, mong muốn được trở về với quê hương con người ta cảm thấy dường như mình đang cô độc lẻ loi giữa dòng giữa giữa cái 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 nơi đất khách quê người như vậy hình ảnh thơ uh, đã ẩn dụ và nói lên một cách rất chân thành cái tâm trạng cái cảm xúc của nhân vật trữ tình uh, của người tù cách mạng À, tuy nhiên, bài thơ à, đọng lại cho chúng ta lại là hình ảnh của một cái tròm mây à, trôi nhẹ ở giữa tầng không. À, hình ảnh thơ ở đây ấy, thì chúng ta chú ý một chút cái chữ bạn mạn. Nó rất cổ điển, bài thơ rất cổ điển bởi vì nếu như chúng ta đọc à, lý à, thơ của Lý Bạch thì chúng ta nhớ ngay là Chúng điểu cao phi tận, cô vân độc khứ nhàn. Thì cái chữ bạn mạn à, cũng giống như chữ nhàn kia, có thể là cô vân, tức là cô độc lẻ loi giữa cái không gian là độ thiên không tức là mênh mông vô cùng vô tận nhưng mạn mạn lại là cái dáng bay nó rất là thanh cao một cái dáng bay à, nó ung dung và tự tại nó cho thấy được rằng là dù con người ta đang sống trong lao tù à, dù bác có giữa cái hoàn cảnh khốn khó à, bị giam nó đã khách quê người và trở thành cái người tù không biết bao giờ mới có được tự do nhưng bác vẫn giữ được cái cốt cách vẫn giữ được cái tư thế khí phách hiên ngang lẫm liệt của con người vượt lên trên hoàn cảnh. Nghĩa là đọc chiều tối ngay ở hai câu thơ đầu tiên, chúng ta không chỉ thấy được một thi sĩ rung động trước cái đẹp, cũng giống như là à, người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, cũng giống như là cảnh đẹp đêm nay khó hững hở. Đấy, trong tù nhưng mà à, cảnh đẹp đêm nay khó hững hở, thì bác vẫn là một con người rất là yêu thiên nhiên, một thi sĩ rung động trước cái đẹp, nhưng chúng ta cũng thấy được cốt cách, của một con người à, vượt lên trên và chiến thắng được cái à, hoàn cảnh. À, vậy thầy xin tổng kết một chút về bài thơ ở hai câu thơ đầu. À quyện điều quy lâm tầm thúc thụ cô vân mạn mạn độ thiên không là hình ảnh rất cổ điển. À, rất đường thi mà cũng rất đời thường. À, cổ điển ở cái tôi à, tìm thấy được sự đồng cảm giữa mình và tạo vật và đương nhiên À, qua đó à, giữ được cho cái hồn tâm hồn mình giao cảm được mình với tạo vật thôi còn như bài chàng giang chúng ta vừa phân tích xong thì thấy con người với tạo vật à, dường như có một cái gì đó nó nó cứ có ẩn dụ nhưng mà nó cứ rời rạc à, thì ở đây thì con người với tạo vật đã tìm thấy được cái sự đồng điệu của mình và qua đó được giữ được cái cốt cách hiên ngang trước sóng gió nhưng hiện đại là hình ảnh thơ rất là chân thực và gần gũi bộc lộ được cái khát khao tự do cũng như là mong muốn cháy bỏng được trở về với quê hương à, với gia đình. Sang hai của thơ sau, hai câu thơ sau là sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, bao túc ma hoàn lô dị hồng. Thầy giải thích một chút nhá, giải thích thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. À, sơn thôn thiếu nữ chính là nói về một cái cô gái à, say ngô. À, rồi à, à, ba bao túc và bao túc ma hoàn là nhịp điệu cối say đấy là thủ pháp điệp vòng nhé say ngô tối say hết xây ngô tối xây hết giống như nhịp điệu quay đều quay đều khối xây ngô và ẩn dụ cho và ngay sau đó chúng ta thấy được cái sự chăm chỉ cần cù củ cô gái này đúng không trong công việc lao động rồi lô dĩ hồng tức là lò than đã rực hồng xây hết thì lò than rực hồng à, cái đoạn thơ miêu tả lại một cái quá trình lao động của cái 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 cô gái xây ngô này thực ra thì chúng ta thấy rằng là bài thơ đã được vận động theo tứ thơ rất quen thuộc của thơ cổ đó là từ thiên nhiên hai câu đầu chuyển sang con người ở hai câu thơ sau nó giống như là à, bước tới điều ngang bóng xế tà cỏ cây chen đá lá chen hoa long khom dưới núi tiểu vài chú lác đác bên sông chợ mấy nhà nhưng nếu như con người xuất hiện trong thơ của bảo huyện thanh quan vẫn là ước lưỡi ước lệ tượng trưng ước lệ tượng trưng giống như là ngư tiểu canh mục à, và con người xuất hiện lại long khom lác đác rất là bé nhỏ thì giờ đây con người xuất hiện như thế nào cả con người không gian từ xa đến gần tâm trạng từ buồn đến vui nhưng con người là gì là trung tâm của bức tranh theo quy luật viễn cận đấy theo quy luật viễn xa là thiên nhiên cao rộng cao rộng thoáng thu gần thu gần về thu gần thu gần về à, theo quy luật viễn cận thì ở giữa chính là hình ảnh cùng cô gái say ngô cùng với cái lò than đã rực hồng đấy nó cho thấy được rằng là tâm điểm của bức tranh này chính là con người con người là tâm điểm của sự sống nhưng tại sao lại là một cô gái say ngô tối nhỉ tại sao không phải là ngư tiều canh mục mà nếu là cô gái thì tại sao không phải là một cái hình ảnh hai kiểu e lệ nét vào dưới hoa à, đơn giản thôi thứ nhất là tâm điểm của bức tranh là một cô gái say ngô một cái người thiếu nữ thì gợi ngay một cái vẻ trẻ trung khỏe khoắn và cái nhịp điệu xoay đều say đều của say ngô với cái thủ pháp nghiệp vòng ấy nó làm cho chúng ta thấy được cái cô gái ấy đang rất là hăng say trong công việc lao động thiên nhiên có thể bước vào lúc nghỉ ngơi nhưng mà con người thì dường như vẫn tiếp tục cái sự sống của mình giống như người tù cách mạng của chúng ta vẫn phải tiếp tục cái vẫn tiếp tục cái cái con đường cách mạng của mình vẫn uh, tiếp tục uh, uh, vượt ra vượt khỏi gian khó vẫn uh, uh, vượt băng rừng vượt suối vẫn đi đường mới biết gian lao núi cao rồi lại núi cao chập trùng núi cao lên đến tận cùng tức là vẫn tiếp tục à, với cái tinh thần cách mạng. Cái nhịp điệu của say ngô cho thấy bác rất tôn trọng cái con người lao động. Với bác, cái con người lao động ấy dù đến từ một cái đất nước đang giam giữ bác nhưng bác vẫn rất là trân trọng và và à, nói với một cái hình ảnh là sơn thôn thiếu nữ đề cao à, rất là trân trọng. Và chính cái 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 hình ảnh sơn thôn thiếu nữ Mama Túc này còn gợi cho bác nhớ về cái con người lao động ở quê nhà hình ảnh dường như con người lao động ở bất cứ quốc gia nào ở bất cứ đâu dường như cũng rất giống nhau ở cái sự chăm chỉ cần cù bác rõ ràng đã vượt lên tất cả nâng niu tất cả và chỉ quên mình thôi đó là cái tấm lòng là tình cảm thiêng liêng của bác dành cho tất cả mọi người đó chính là cái vẻ đẹp trong tâm hồn của bác khi ghi lại cái hình ảnh của một cô gái đang say ngô tối nhưng hình ảnh có lẽ là tâm điểm mà được gọi là nhãn tự của bài thơ ấy Chính là cái chữ hồng, lô dĩ hồng Có một lò than rực hồng trong bài thơ này Theo quy luật của không gian và thời gian Thì cái không gian đang thu hẹp dần về tâm điểm là cái lò than Và thời gian thì chỉ cần chữ hồng thôi cũng biết rằng trời đã tối rồi Rõ ràng là sự vận động của thời gian và không gian cho thấy cái lò than rực hồng này là tâm điểm của bức tranh Lò than rực hồng là ánh lửa xua tan đi bóng tối và đem lại hơi ấm, xua tan đi cái giá lạnh. Chính những cái hình ảnh của chữ hồng này đã làm cho bức tranh dường như tỏa sáng bừng lên. Rõ ràng là cái 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 không gian không còn tăm tối còn buồn nữa mà chuyển sang vui. Chữ hồng nó 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 là là chữ hồng của cách mạng, của tinh thần lạc quan yêu đời, nó không chỉ là ngọn lửa hồng tả thực mà là tinh thần cách mạng là vẻ đẹp của con người với tinh thần thép bác vẫn luôn vậy vẫn luôn tràn ngập cái tinh thần lạc quan cuộc đời cách mạng thật là sang cái chữ sang đó cũng giống như chữ hồng này đều nói đến cái gì đều nói đến cái con người vượt lên trên hoàn cảnh tinh thần cách mạng và tinh thần thép chính là hiện lên ở những thứ rất là giản dị những từ ngữ rất là giản dị và mộc mạc như thế đấy À, rõ ràng đoạn thơ đã cho chúng ta thấy được là ôi vần vần thơ của bác vần thơ thép mà vẫn mênh mông bát ngát tình chất thép và chất tình đã hòa làm một tạo ra vẻ đẹp rất riêng của chiều tối về uh, nội dung và nghệ thuật thì thầy xin tổng kết với các bạn như sau về nội dung thì chúng ta thấy một cái bức tranh uh, phong cảnh uh, thực ra là bức tranh chiều tối ở một cái chốn uh, uh, được bút uh, được vẽ bằng những nét vẽ rất là chấm phá và tinh tế và qua đó uh, thấy được cái tâm trạng của người uh, tù cách mạng khát khao được trở về với quê hương xứ sở, được trở về với gia đình của mình để chiến đấu cho quê hương, cho đồng bào, cho gia đình, gia đình của bác chính là quê hương là đất nước là nhân dân. Và qua đó thì được bức chân dung tinh thần của Chí Minh, một người nghệ sĩ đồng thời cũng là một người chiến sĩ. Về nghệ thuật thì bài thơ rất cổ điển ở tứ thơ, ở thi liệu rất quen thuộc đúng không? chuyển từ thiên nhiên sang con người ở hình ảnh cánh chim và trò mây này, bút pháp và tả cảnh ngũ tình này, chấm phá này rồi lấy ánh sáng để tả bóng tối này à, tương phản này rất là quen và rất gần gũi à, một bài thơ rất đường thi nhưng đồng thời cũng rất hiện đại bởi vì hình ảnh ở đây hiện lên là một người chiến sĩ hình ảnh rất đời thường à, cho thấy được cái sự hài hòa sự giao cảm mãnh liệt giữa con người và thi nhân để thể hiện được cái tôi cá nhân à, được tinh thần của một con người cách mạng à, Thì hy vọng rằng à, hai cái bài phân tích à, tất nhiên là chúng ta cũng không có nhiều đủ thời gian để đi sâu à, tuy nhiên cũng gợi lại cho các bạn à, một à, cái nội dung để các bạn có thể tìm hiểu bây giờ thì thầy muốn cùng các bạn là ôn lại một chút một cái phần mà có lẽ chúng ta trong cái chương trình năm nay cũng chưa kịp có thời gian để ôn đó là cái phần liên quan đến nghị luận xã hội thầy sẽ cùng với các bạn tìm hiểu một đề đó là sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn À giả sử như đề phần đọc hiểu là có cái câu câu này chẳng hạn là cái yêu cầu chúng ta là viết một đoạn văn 200 chữ để để bình luận nêu suy nghĩ của em là sống là một cuộc hành trình không thể trì hoãn đi. Thì ở đây chúng ta phải phân tích đề. Ở đây tức là chúng ta vấn đề là sống là một cuộc hành trình và tâm điểm của nó là không thể trì hoãn. Không thể trì hoãn tức là chúng ta không thể dừng lại để mà rong chơi hay làm gì hoãn nó lại được mà chúng ta không thể trì hoãn tức là chúng ta phải tiếp tục liên tục bắt đầu ngay không thể dẫm chân tại chỗ được. À, nghĩa là sống là không chỉ hoãn sống là phải tiếp tục Đấy chưa? và chúng ta sẽ cùng à, thầy gợi thầy muốn các bạn thử à, nhanh thử thử tư duy nhanh xem nó như nào nhỉ chúng ta nhớ rồi chúng ta phải giải thích đúng không xong rồi, chúng ta sẽ bàn luận đúng sai này chúng ta rút ra kết luận của bản thân nhá sống tức là một cuộc hành trình không thể chỉ hoãn chúng ta sẽ đầu tiên là phải à, à, giải thích nhá bao giờ cũng vậy chúng ta giải thích cái gì à, cái cuộc hành trình là gì cuộc hành trình thì đó là một chuyến đi dài và cái cách nói này chỉ cái con đường đời của mỗi chúng ta chúng ta sống ba vạn 6 ngàn ngày cả 100 năm cơ mà vì vậy sống uh, làm một cuộc hành trình rất dài và rất xa uhm, chính vì cuộc hành trình dài và xa này chúng ta không thể trì hoãn được bởi vì trì hoãn tức là sự trần trừ là sự do dự uh, thậm chí là sự trốn tránh sống không thể trốn tránh sống là không do dự sống là không trần trừ đấy chính là ý nghĩa của câu nói uh, trên cái quãng đường đời của mỗi chúng ta ấy, thì chúng ta đều biết rằng là à, chúng ta không thể chọn cái cách trần trừ trì hoãn được mà chúng ta cần phải sẵn sàng đối diện đối mặt sẵn sàng đương đầu với những cái khó khăn với những thử thách để chúng ta có thể đi đến được với cái thành công. À, đấy chính là câu nói khẳng định ý nghĩa là con người ta phải liên tục liên tục hành động. Sau đó chúng ta sẽ đi đến phần bản luận thì việc việc đầu tiên là chúng ta nhận ra rằng là tại sao lại không thể trì hoãn? bởi vì khi chúng ta trì hoãn ấy, thì chúng ta đều biết rằng là cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay ngày mai nó không hề bằng phẳng chẳng có chặng đường nào mà trái bước trên hoa hồng cả tất cả đều có những cái khó khăn đều có những cái thử thách không bao giờ nó cũng không phải bao giờ nó cũng thuận lợi nó cũng suôn sẻ đâu mà nó phải sẵn sàng đối diện với những cái khó khăn và thử thách như thế thế nên là chúng ta không được sợ hãi bởi vì nếu chúng ta trì hoãn tức là chúng ta trốn tránh chúng ta trốn tránh tức là chúng ta không bao giờ có thể bước đi được một cái uh, con đường vạn dặm cũng phải bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé đầu tiên một cái đài xây cao ngàn thước thì cũng phải bắt đầu ngay từ những cái viên gạch không nếu không có những cái viên gạch đầu tiên không có những bước đi đầu tiên thì không bao giờ chúng ta có thể xây được những cái uh, tháp và cao hay không thể đi đến đích tóm lại là ở đây cái cái bước đi của chúng ta cần phải có một cái xuất phát và chúng ta phải xuất phát xuất phát ngay thì để cho nó có thể đến được đích được nếu không ý, các bạn sẽ dậm chân tại chỗ chúng ta sẽ không bao giờ có được thành công còn trần trừ gì nữa nếu có sự trần trừ thì làm sao mà Bill Gates có thể tạo lập một công ty phần mềm nổi tiếng à, tại sao mà à, những cái tỷ phú những cái con người thành công trong cái thế giới này và nếu như có, có thể đạt được những cái mục đích của mình mà nếu có cái sự trì hoãn nếu cứ dừng lại thì làm sao những cái con những vĩ nhân có thể tìm được những cái cái, cái, cái uh, sáng tạo à, ngay cả bác cũng vậy thôi nếu không có uh, nếu cứ trì hoãn thì làm sao bác có thể tìm được cái con đường yêu nước con đường cứu nước cho dân tộc mình à, có thể nói rằng là không trì hoãn đấy là mục đích à, thứ hai nữa chúng ta đều biết rằng là cuộc đời con người ta thầy thì nghe nó là dài con chặng đường dài nhưng thực ra nó là hữu hạn rất ngắn ngủi thôi đặc biệt là tuổi trẻ thì chẳng hai lần thắm lại các bạn ạ Chính vì vậy mà nếu chúng ta trần chờ thì chúng ta sẽ bỏ lỡ đi những cái cơ hội Chúng ta sẽ bỏ đi những cái, cái, cái cơ hội mà có thể nói rằng là nó rất là quý giá Bởi vì tuổi trẻ lúc mà chúng ta có nhiều sức lực nhất Nếu chúng ta trì hoãn để chuyện hôm nay để ngày mai mới làm ấy Thì rõ ràng là chúng ta sẽ khó có thể có được cái thành công Chúng ta phải bắt đầu ngay từ lúc này để đến với những Người ta có vẻ có những cái công ty khởi nghiệp chính là để cho thế hệ tuổi trẻ của chúng ta à, bắt đầu từ những cái ý tưởng thực hiện của mình. Chứ việc hôm nay là chớ để ngày mai. À, do vậy, à, chúng ta cần phải dũng cảm. Cần phải dũng cảm bước đi, chúng ta phải sẵn sàng đương đầu với thử thách, chúng ta phải làm và bắt đầu à, nó có thể đánh ngã chúng ta nhưng khi đứng dậy thì chúng ta sẽ trưởng thành hơn, chúng ta sẽ sống một cuộc sống phong phú hơn, chúng ta sẽ có cái sự trải nghiệm tốt hơn. À, rõ ràng là không chỉ hoãn, à, bắt đầu ngay, à, sẵn sàng đối diện chính là những cái lời khuyên uh, khiến cho tuổi trẻ phải thực hiện những cái hoài bão của mình Bắt phải cháy bỏng khát khao, căng buồm trong rông bão, phải ra khơi ngay, ra khơi ngay, ngay từ lúc này à, Ở đó chúng ta, từ đó chúng ta cũng phải phê phán những cái người mà sống gặp khó khăn là nhụt chí các bạn thử thách là trì hoãn và thậm chí là bỏ cuộc là buông xuôi cái thái độ sống tiêu cực như vậy chúng ta cần phải thay đổi và chúng ta cần phải sẵn sàng đối diện ở đây thì thầy cũng nhấn mạnh với các bạn là với những cái bài văn nghị luận xã hội thì quan trọng nhất là các bạn phải đưa ra những cái lời khuyên nó tương đối gần gũi. Ở đây thì chúng ta cần thấy rằng là muốn bắt đầu thì không phải tự nhiên em chạy luôn. Em phải có kế hoạch đúng không? Ta cần phải có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn cuộc đời mình. Chính chính cần những cái kế hoạch cụ thể đó và những bước đi của chúng ta mới tránh cái sai lầm chúng ta phải đi nhưng chúng ta phải có kế hoạch cho những cái bước đi của mình à, trong một hành trình dài để chúng ta không gặp khó khăn để chúng ta nhụt chí mà chúng ta có dự định sẵn tất cả rồi thì chúng ta sẽ à, sẵn sàng đối diện với nó thôi à, cái thứ hai à, là chúng ta cần phải à, có ý chí có nghị lực tức là trên cái chặng đường của mình thì mình phải biết được rằng là à mình có cái khó khăn này nhưng khi đối diện với nó thì mình phải, mình phải có ý chí có nghị lực phong ba bão táp vẫn phải đứng thẳng hàng, à, đấy à, chứ đừng để cái 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 phong ba bão táp làm chúng ta xịt hướng đi. À, cuối cùng à, là cái cuộc sống của mỗi người là quý giá, vì vậy là chúng ta cần phải sống sao cho tốt, à, sống sao cho không phải hối tiếc về những năm tháng mà chúng ta sống hoài sống phí. Tất nhiên mở rộng nâng cao, tôi khuyên các bạn trẻ làm là gì? À, chúng ta không chúng ta nói là chúng ta không trì hoãn, nhưng cũng không đồng nghĩa với chúng ta sống quá vội, chúng ta sống quá gấp đôi khi chúng ta cũng cần phải sống chậm lại để nhìn nhận lại mình, sống chậm lại um, để để cho thấy rằng là không phải lúc nào chúng ta cũng sống để chúng ta nạp lại cái năng lượng, chúng ta nhìn mình là ai chứ đừng sống vội sống gấp để rồi chúng ta lãng quên đi những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống đây là số thứ tư của chương trình và số sau thì thầy sẽ có thêm những cái bài gợi ý những cái hướng dẫn giải đề cho các bạn và thầy hy vọng rằng các bạn đã thu được những cái ích lợi khi xem những chương trình của chinh phục kỳ thi và thầy hy vọng rằng các bạn sẽ theo dõi một cách nhiệt tình gửi cho thầy những câu hỏi trong những buổi livestream để thầy sẽ gợi ý cho các bạn các bạn có thể inbox cho chương trình nhé để xem lại chương trình thì các bạn hãy truy cập vào website chi phục kỳ thi vtv7.vtv.vn hay là fanpage của chương trình để các bạn theo dõi cũng như là đặt câu hỏi gửi cho thầy và thầy sẽ giải đáp cho các bạn. Chúc các bạn ôn tập tốt trong những cái chặng đường nước rút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số sau.